Hello anh em, trong cái clip ngắn ngày hôm nay thì mình giới thiệu với anh em cái công cụ hỗ trợ trong cái việc làm và API. Thì khi mà chúng ta đi làm và network, làm và mạng và máy chủ và security thì mọi cái lĩnh vực như vậy chúng ta sẽ có nhiều cái công cụ hỗ trợ cho chúng ta làm một cách khoa học, đưa ra một cái report rất là chính xác để cho mình tham khảo và mình báo cáo, đúng không? Thì đối với cái lĩnh vực mà làm API liên quan tới routing rất là nhiều, mình cũng sẽ cần những cái công cụ chứ mình không có khả năng nào mà làm được. Đây là những cái công cụ rất là quan trọng nha. Chúng ta sẽ xem và đánh giá là mình sẽ biết được ngay. Thứ nhất, cái công cụ đầu tiên là mình check đường đi. Thì BGP là một cái loại routing hiện tại là đang là tốt nhất rồi. Chưa có cái một nó chưa ra một cái giải pháp routing nào khác và cái việc mà routing đa quốc gia giữa các cái khu vực rộng lớn thì chỉ có hiện tại là BGP. Và chúng ta sẽ giả sử như mình sẽ check một cái lớp mạng chẳng hạn. Ok, đợi mình một cái xíu, mình cần lấy thông tin. Giả sử như đây là một cái lớp mạng mình đã từng làm, tuy nhiên mình lại không có nhớ nên thành ra mình cần phải có thời gian mình lấy. Rồi, ví dụ mình kiểm tra một cái lớp này đang quảng bá bởi và được quản lý bởi ai thì đây là thuộc cái tổ chức VCO. Ok, chúng ta sẽ có cái AS là như thế này. Rồi, chúng ta sẽ coi thử cái đường đi là xuất phát điểm nó như thế nào. Cái nguyên gốc của nó là từ VCO nó chạy tới. Rồi, ok, đây là cái VCO này á, hiện tại nó đang chạy thông qua cái nhà mạng là gì? CMC, chạy tới cái AS là 387.33 này. Rồi đi tới CMC là 45903. Thì thông qua cái mô hình này chúng ta có thể nhìn ra cái đường đi của nó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, trong đầu mình có thể biết được là phải cấu hình như thế nào luôn. Thứ nhất đó, là đầu tiên là AS local của mình là cái địa chỉ là 150698 này, quảng bá cái lớp mạng này này đó. Rồi sau đó mình peering chứ nào, mình neighbor với cái thằng mà 38733 với CMC này. Còn từ CMC mà nó peering với những cái nhà mạng này và tới cái tier 1 là những IP lớn đó, thì chúng ta những IP mà khởi khởi đầu của cái internet á thì chúng ta sẽ thấy là đây là CMC nó phải tự làm. Nó ví dụ như CMC cái đoạn mà 3773 này nó cũng sẽ có peering với một cái con là 45903 này, sau đó thì nó qua HGS và qua Zenlayer và qua Singtel là Singapore này. Cái thằng này có mình nghĩ mình không có nhớ, mình không có chắc chắn rằng đây là có là thằng Hồng Kông China. Còn thằng này thì mình không biết. Rồi từ đó nó mới đi ra các cái tier 1. Và ta một trong đó có vệ sinh là mấy cái thằng này là nó dạng như quen thuộc. Đó là những cái công cụ chúng ta không thể nào mà chúng ta có thể nhìn cái BB rồi mình đi mình ngồi mình đoán được, đúng không? Chúng ta phải có cái công cụ tổng hợp những cái thông tin như thế này, nó cung cấp những cái thông tin báo cáo cho chúng ta rất là rõ ràng và chúng ta có thể nhìn vào đó là chúng ta biết được cái đường đi và cái AS này nó có thuộc cái tổ chức của mình hay không. Ví dụ cái lớp mạng này là đang là thuộc tổ chức của mình mà mình chép ra, không phải là thuộc VCO, thuộc cái thằng khác mà AS number nó là khác đi, có nghĩa là nó sai rồi, thì lúc đó mình phải nhờ cái đơn vị API điều tra và đăng ký lại cho mình ha. Là cái thứ nhất, là đây là cái công cụ đầu tiên mà mình muốn nói. Cái công cụ thứ hai là một cái công cụ là có thể sử dụng trong Enterprise và sử dụng trong API đều được luôn. Đó là cái công cụ. Đợi mình tí xíu nhé. Mình đây rồi. Đó là check rồi. Bây giờ nha, ví dụ như là mình kiểm tra một cái địa chỉ thử là coi thử nó đã thông suốt những cái quốc gia nào rồi. Các bạn sẽ thấy này, cái địa chỉ này nó đã được quảng bá tới rất là nhiều quốc gia, có nghĩa là địa chỉ này nó được public rồi. Cứ kéo là Mỹ nè, Nga nè, rồi Hà Lan, rồi Nhật Bản, Israel đồ đó. Các bạn có thể, đây là những nhà mạng mình đã chia sẻ thông tin. Nó cũng rất là nhiều, là chúng ta có thể biết được đây là cái địa chỉ public và đã được công khai ra rồi. Rồi bây giờ chúng ta thử một cái địa chỉ, ví dụ như là mình kiểm tra một cái dịch vụ của công ty mình. Cái công ty mình có một cái dịch vụ là bọt 80 chẳng hạn, có nghĩa là trang web. Ví dụ như cái công ty Inotheo trong của mình này. Các bạn sẽ thấy đây là cái Inotheo của mình, đúng không? Rồi bây giờ nha, cái giả sử như Inotheo của mình đó, mình đang là đỡ là cho phép truy cập toàn bộ trên thế giới, có nghĩa là không có lập bất kỳ một ai đó, có nước nào đó là có thể cho phép truy cập thoải mái. Thì bây giờ nha, mình check nó như cái bọt 80 chính là bọt web, đúng không? Các bạn sẽ thấy nè, là không có bị chặn bởi một cái, không có lập bất kỳ, không có chặn bất kỳ quốc gia nào cũng có thể truy cập được vào connected hết này, đúng không? Còn bây giờ mình check một cái địa chỉ IP mà nó bị chặn theo cái chính sách của mình là chỉ cho phép truy cập ở trong Việt Nam, còn tất cả những cái nước ngoài đều bị chặn. Rồi mình sẽ test cho anh em xem.
thì cái địa chỉ IP đó mình quên mất tiêu nên thành ra để mình coi lại nha. Rồi đây, giả sử như là cái thằng địa chỉ này và bọt là 55555 thì cái này là ở quốc tế là chặn ấy, nhưng trong Việt Nam là cho phép. Vậy thì trong lúc mà đợi nó chạy thì mình sẽ thử theo nét ở cái thằng, đây là địa chỉ IP trong nước của mình này, đây là qua, đây là địa chỉ WAN của máy tính của mình, hiện tại mình đang ở tại Việt Nam giống ở nước ngoài, nên thành ra mình theo nét cái vô connected này không, nhưng cái máy này sao báo connect timeout, à có nghĩa là cái việc mà chúng ta filter chỉ cho phép truy cập ra trong Việt Nam còn nước ngoài bị chặn là đã ok, à, có nghĩa là được rồi. Mình thì mình chụp cái thông tin này, mình có thể mình làm cái report báo cáo rất là chi tiết và rõ ràng đúng không? Ok, cái video đến đây là kết thúc, cảm ơn em đã theo dõi. Và nếu các bạn mà muốn làm một cái hệ thống tối ưu tốt và có cái report rõ ràng chi tiết thì các bạn cứ liên hệ tới Inotel, mình sẽ có thể liên hệ trực tiếp mình cũng được, mình sẽ trực tiếp triển khai cái hạ tầng cho các bạn.